Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay thứ hai đầu tuần, Pháp Thái quay trở lại nhà vườn của chị Cúc, có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, dạ. Chào chị Cúc. Dạ em chào anh Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái. Hôm nay đầu tuần con chúc các cô chú anh chị là một ngày mới làm việc thành công trong công việc và ủng hộ con ạ. Hôm nay lên clip mới, mong các cô chú anh chị ủng hộ cho con. Số điện thoại của con là 0703236412, cũng là số Zalo của con. Dạ không mất thời gian, con lên là cây số 1 là cây tím bướm ạ. Cây rất lực quý cô chú anh chị. Cây này hàng bự nghe cô chú anh chị. Dáng bài bài ha. Dạ. Cây này chiều cao là 95 ạ. 8.000 một mét ạ. Phôm tàn đặc dày quý cô chú anh chị em. Phôi rất lực luôn. Dạ vành 31 ạ. Cây này cũ sạch không có tì vết nha cô chú anh chị, này về vô dây đẹp luôn ạ. Dạ cây số 1 này là 1.200.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây xe lớn luôn chị em. Theo cây số 2 cũng là tím bướm luôn ạ. Hai cây này một cặp dáng giống giống của cô chú anh chị. Chiều cao 75, 8.090 ạ. Dạ hoành 30 ạ. Dạ cây số 2 cũng 1.200.000, khi đi con gửi chậu luôn nha cô chú anh chị. Đi nguyên chậu với cô chú anh chị. Chậu luôn ạ. Cây số 3 cũng là tím bướm luôn ạ. Chiều cao 1m2, 8 ngang 1m ạ. Đang phun bông ha. Hoành 22 ạ. Cây số 3 là 650.000 ạ. Cây số 4, tím bướm luôn ạ. Chiều cao 1m3, 8.095 ạ. Dạ hoành 19 ạ. Dạ cây số 4 này cũng là 650.000. Cây số 5 là tím bướm hàng một cốt nha cô chú anh chị. Phồm đặc ha. Dạ. Đang phun bông. Dòng tím bướm rất là dễ làm bông với cô chú anh chị. Chiều cao 1m3, 8.090 ạ. Dạ hoành 14 ạ. Cây số 5 này 500.000 bao ship luôn ạ. Cây số 6. Cây này rất là đẹp ha, dáng ha. Tím bướm luôn ạ. Rộng chữ C. Chiều cao 1m1, 8.080. Phôm cực kỳ đặc và phun bông. Dạ hoành 15 ạ. Cây số 6 là 500.000 ạ. Cây số 7 là cây trắng phớt hồng lá cẩm thạch ạ. Chiều cao 1m, 8 ngang 1m ạ. Dạ hoành 16 ạ. Cây số 7 là 450.000. Cây số 8 là hồng găng lá cẩm thạch ạ. Cẩm thạch vàng luôn. Chiều cao 80, 8.063, hoành 16 ạ. Dòng mới quý cô chú anh chị em. Dòng này đây còn có rất một cái bông đang lên cơ búp nè.
Cây số 8 là 350.000. Cây số 9 là cây đỏ lửa ạ. Một rễ quái à. Vàng tròn. Đường cao 1m2. Tán ngang 90. Hoành 17 ạ. Cây số 9 là 450.000. Cây số 10. Cây đỏ lửa ghép với tím tiết ạ. Cây hai màu. Chiều cao 1m05. Tán ngang 85. Hoành 13. Mã số 10 là 450.000. Mã số 11. Cây tím pháp lá cẩm thạch ạ. Chiều cao 90. Tán ngang 80 ạ. Hoành 15 ạ. Cụ đế đặt ha. Mã số 11 là 400.000. Mã số 12. Cây tím pháp lá cẩm thạch luôn ạ. Chiều cao 90. Tán ngang 83. Dạ hoành 17 ạ. Mã số 12 là 400.000 ạ. Mã số 13 là cây tím pháp ạ. Phơm tròn. Chiều cao 99. Tán ngang 85 ạ. Dạ hoành 16 ạ. Mã số 13 là 300.000. Mã số 14. Cây tím pháp luôn ạ. Chiều cao 1m. Tán ngang 85 ạ. Dạ hoành 14 ạ. Mã số 14 là 300.000. Mã số 15 là cây tím pháp luôn ạ. Chiều cao 90. Tán ngang 90 luôn ạ. Hoành 13. Mã số 15 là 300.000. Mã số 16. Phụng hoàng lửa quý cô anh chị. Gọi là lon tím ha. Chiều cao 80. Tán ngang 80 luôn ạ. Đây một cốt một rễ luôn. Hoành 13. Mã số 16 là 300.000. Mã số 17. Chiều cao 85 ạ. Tán ngang 85 ạ. Màu hoa có sáng à. Dạ hoành 12. Mã số 17 là 300.000. Mã số 18. Cũng là phụng bằng lửa luôn ạ. Chiều cao 80. Tán ngang 80 ạ. Dạ hoành 18 ạ. Mã số 18 là 300.000. Mã số 19. Cây phụng bằng lửa luôn ạ. Chiều cao 82. Tán ngang 90 ạ. Dạ hoành 20 ạ. Mã số 19 là 300.000.
Mã số 20. Cây ngũ sắc ạ. Thái năm màu ạ. Trên cây đang nở năm màu quý cô chú anh chị. Chiều cao 1m2. Tán ngang 1m1 ạ. Dạ hoành 20 ạ. Mã số 20 là 650.000. Mã số 21. Đây này cái đế quá sái cái đế luôn rồi. Dạ cây này là năm màu, bao đủ năm màu của chú anh chị. Cái bo này bo màu trắng chưa lên màu tên bông nha. Cái này là trắng phất hồng của dòng Thái nè. Dạ. Này màu hồng của Thái nè. Chiều cao 1m1. Tán ngang 1m ạ. Dạ hoành 20 ạ. Quá xá cái nồi đế quý vị anh chị. Sổ ha. Dạ. Này ba màu lửa. Hai màu Thái. Mã số 21 là 650.000. Mã số 22. Năm màu Thái. Dạ. Chiều cao 1m. Tán ngang 90 ạ. Dạ hoành 22 ạ. Để nộm sổ. Mã số 22 là 650.000. Mã số 23. Năm màu Thái à. Chiều cao 95. Tán ngang 1m ạ. Hoành 19 ạ. Lô đế rất lực quý cô anh chị. Mã số 23 là 650.000. Mã số 24. Cây rất là đẹp luôn. Năm màu Thái nha. Chi cành bỏ. Chiều cao 1m1. Tán ngang 90 ạ. Lô đế. Hoành 24 ạ. Cò lắc à. Mã số 24 là 650.000. Mã số 25 là cây tím tiết ạ. Chiều cao 1m1. Tán ngang 1m ạ. Siêu bông. Hoành 15 ạ. Mã số 25 là 300.000. Mã số 26, cây tím tiết luôn ạ. Chiều cao 95. Tán ngang 1m ạ. Hoành 14 ạ. Mã số 26 là 300.000. Mã số 27, cây tím tiết luôn ạ. Dọc này rất là sang hoa và dễ làm hoa quý cô anh chị. Hoa rất là bền luôn. Chiều cao 95. Tán ngang 95 luôn ạ. Hoành 16 ạ. Mã số 27 là 300.000. Mã số 28, tím tiết luôn ạ. Chiều cao 1m. Tán ngang 79 ạ. Hoành 14 ạ. Mã số 28 là 300.000. Kèm chính đó. Mã số 29. Cẩm thạch tím siêu bông của cô chú tím siêu bông ạ. Phơm tròn à. Chiều cao 99 ạ. À. Tán ngang 95 ạ. À.
Hoành 14 ạ. Để nhôm. Mã số 29 là 400 ngàn. Mã số 30, cẩm thạch tím siêu bông luôn ạ. Chiều cao 90, tán ngang 90 luôn ạ. Dạ hoành 17 ạ. Mã số 30 là 400 ngàn, cũng là cây cuối clip hôm nay ạ. Các mong có cô chú anh chị ủng hộ con clip này và luôn ủng hộ kênh Thái ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Cúc ha.